Lợi hại, cái chừng cái máy lợi hại. Đây là cái máy phát cỏ chế thành cái máy tứ cây tứ vườn. Tứ xong rồi bây giờ gỡ ra gắn lại bằng đi phát cỏ nè. Gắn chân vịt phát nó vô hả? Gắn cái lử. Cái đó cái lử hả? Cái lử phát đó hả? Gắn phát với cái tum. Gắn cái lử phát vô đằng đi phát cỏ. Tiện ha, một cái máy có thể làm được chế hai việc ha. Tiện quá. Cha làm vậy Như, cha con bằng gì hả? Cha bằng gì Như? Cha con bằng gì nói cô nghe coi. Cha sửa gì? Sửa gì? Hay sửa gì Như? Hay sửa gì? Sửa máy phát. Cha sửa máy phát, máy này máy phát mà. Sửa máy phát. Máy phát. Máy cưa máy kia kìa, máy cưa máy kia, máy này máy phát. Này máy phát, thấy không? Máy phát cỏ. Máy phát cỏ, thấy không? Dạ Như. Ngủ mới thức dậy hả? Ngoan không? Có lấy điện thoại hả? Như. Như. Con ngoan cái dẹp. Mới thức dậy hả? Tóc tai cho bơm hả? Như bà không lấy dìu phá này của cha, con có bỏ chạy cũ cho cha không? Dạ. Có không? Dạ. Vậy mất tiêu dìu phá cha nè. Dạ. Hả? Dạ. À, mất tiêu dìu phá cha rồi đó. Dạ. Đó đâu? Dạ. Rồi đó đó hả? Dạ. Con lấy làm gì? Con khó khó gặp đó hả? Dạ. Trời ơi, sửa đồ với cha đó hả? Dạ. Sửa máy với cha hả? Dạ. À, lấy dìu phá sửa tiếp đây. Sợ. Sợ hả? Dạ. Có đâu sợ. Con ngoan không? Ừ. Ngoan không? Nó lớn lên. Ừ. Lớn lên làm tiếp cha nghe. Dạ. Nghe không? Dạ. Lớn là làm gì? Lớn học giỏi làm gì? Lớn là học giỏi làm gì? Làm gì? Làm bác gì? Bác sĩ. Bác sĩ. Rồi rồi con gom này gọn đồ cho dẹp đi cha đi, dẹp vô sách cái hồi đi. Tự nhiên sớm mời nói hỏi làm gì là bác sĩ giờ hết nhớ rồi. Nhớ. Thì con làm gì? Đó là dạy Như. Bác sĩ. Bác sĩ hả? Bác sĩ. Đó học giỏi là bác sĩ hả? Dạ. Ồ ơi giỏi quá ta ơi, rồi đừng bỏ. Bác sĩ hả? Dạ. Là thiết cha nghe. Dạ. Con lớn là thiết cha bỏ vô rồi con gọn nghe cha rồi kéo thằng kia cho cha bỏ vô. Bỏ vô gọn gọn thiết cha nghe. Ồ ơi gom đồ thiết cha, đồ này của ai? Của cha. Của cha hả? Bị của cha. Bị của cha hả? Dạ. Cha lại làm gì? Cha lại làm gì? Sửa là để sửa máy. Máy. Phát cỏ. Phát cỏ. Ừ. Sửa máy phát cỏ. À, lớn lớn này. Sửa mà sửa. Sửa. Sửa máy. Sửa máy. Phát cỏ. Phát cỏ. Rồi bỏ vô cho cha, bỏ vô gọn cho cha nghe. Chừng mắt của cha nghe. Dạ. Ừ, bỏ vô. À, bỏ vô gọn nha, đút đút vô gì nè, con đút vô gì nè. Đút vô. Đút mà vô, bỏ vô. Đó. Giữ để đừng làm mắt của cha nghe. Dạ. Ừ, bỏ vô. Rồi. Rồi bỏ vô, ở đây nữa, bỏ vô nữa. Phá nè, búa nè. Bỏ vô cho cha. Chân vịt. Chân vịt. Chân vịt. Chân vịt. Chân vịt. Chân ngập. Cái búa. Búa. Búa.
cái búa. Chìa khóa. Ba tuổi rồi. Nói chị. Mấy tuổi? Ba tuổi. Tuổi con gì? Con heo. Heo ăn gì? Heo ăn gì? Cá. Ăn cá. Thịt. Cái này gì? Bao tay. Rồi bỏ vô. Rồi kéo lại cho cha nghe, kéo lại. Biết kéo không? Biết không? Trời ơi giỏi ta ơi, giỏi. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có làm gì vậy? Có làm gì vậy? Đất. Nó đất hả? Đất hả? Thấy tỏi không? Thấy tỏi không? Đất sao? Đất sao? Đất sao? Đất sao? Tún. Cầm này cho cha đi này, cầm này. Cái gì vậy? Này cầm tứ đi, này cầm tứ tứ bông đi, này cầm đi cho đưa nước cho tứ, cầm đi tứ 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 ra cho nội đi, không có sợ, này cầm đi, này cầm đi, tứ ra tứ ra, không có, nó có máy gì đâu chạy, này cái này tứ tháo ra, dở lên nè, tứ 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 hạ xuống, hạ xuống, đó, có nước không? Công nhận chơi kiểu nhặt thiệt chứ, im nữa hả? Kêu nữa kìa, hết rồi. Rồi dẹp trồng gì vậy? Đu đủ dẹp nha. Dẹp đu đủ hả? Dẹp dẹp đu đủ. Rồi mừng mới mốt hai cho con làm nữa nha. Dạ. Nha hiểu không? Dạ. Dạ đi dạ đứng rồi. Làm gì? Làm gì con? Làm gì nha? Chú. Chú máy cha. Nó có sợ nha, đừng sợ nha. Không ngại đâu. Hả? Cái này của ai? Cái này của ai? Của cha. Của cha hả? Mày cắt cho cha đi, em nhắm cắt. Đâu có gì đâu sợ. Nổi không? Nặng. Nổi không? Con nổi ai hết vô. Vô, bỏ đây nha. Dạ. Rồi buông ra đi. Mèo nhắm á. Hả? Mèo á. Mèo hả? Dạ. Con mèo con trắng hả? Trời ơi, mèo dữ lắm hả con? Dạ. Sợ mèo không? Sợ mèo. Sợ sao? Mèo kêu sao? Chó kêu sao?